Thắng. Đề nghị các em đến từ chi đoàn thôn Tiến Thắng chúng ta chuẩn bị. Lấy đây đỡ chiếc cả lấy hoa lên nhiều quá chưa thích đấy. Ông cháu nhà bác có được đúng gì cả không lại lấy không. Vâng, xin chúc mừng đơn vị thôn Vạn Thắng đã hoàn thành phần thi của đơn vị mình. Đề nghị chúng ta cho một tràng vỗ tay để cổ vũ tinh thần cho các em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc bạn luôn vui vẻ.